chỗ luôn nè, nước cầm cao lên con, ngồi ngả lưng ra phía sau. Rồi mở cái phao vô đi. Mở cái phao vô. Thế không? Rồi, ngủ đi.
trong gốc phơi là xong. Gốc phơi là xong. Xong chưa? Để cho con bé này qua thì là bắt đầu nhà mình biết đó. Cậu Lâm đi cái chân của cậu Lâm á, cái chỗ cái ấy của mẹ Mai là đi lại thôi. Vậy thôi, chị Hạnh làm cho. Rồi chụp đi, đi Hạnh chụp cho nhà cho nào. Mai chụp đi. Quay quá Hạnh. Rồi, đây quay quá Hạnh chụp cho bác. Quay Hạnh chưa mở ra được. Nhưng tôi có ra mẹ rồi đâu. Ok Hạnh. Rồi. Anh. Cô lên cái màu vàng này Hanson. Alisa đâu? Rồi sắp rồi. Wow. Sáp dầm nóng nóng là đặc sản của Quốc đây mọi người nha. Đây là dừa sáp dầm nóng nóng. Đây là trái nước sáp em dầm chung với dừa sáp bên trong cái nước cốt của dừa sáp. Quán em là đặc quyền là dừa sáp dầm nóng nóng nha mọi người. Địa chỉ. Địa chỉ. Địa chỉ. Đây số 1 đường 30 tháng 4 đầu chợ đêm nha mọi người. Có ghé Phú Quốc thì ghé đây ủng hộ quán em nha. Đủ thứ món ăn chơi. Anh ăn thử cho. Dạ, cảm ơn chị. Anh cho em cảm ơn nha. Ờ, thử nè. Đó, thử đi, đúng rồi. Bà chủ á, để cho bà thử đi. Cái này phải thiết có, đó. Đi. Đi một vòng đi, mình thích. Thơm ngon đi anh chị ơi, kẹo chỉ đi anh chị ơi.
kẹo chỉ đặc biệt thơm ngon đi anh chị ơi. Hey, kẹo chỉ đi anh chị ơi. Bố bé nè. Kẹo chỉ đặc biệt thơm ngon đi anh chị ơi. Kẹo chỉ đi anh chị ơi. Ngon rồi. Wow, con nhúm à. Wow. Wow, đã hấp dẫn quá. Nhớ ghế BBQ tự chọn 20.000 nha bà con. Cái gì? Một cái này nó quen nè. Thì cần ăn liền. Đỏ đỏ. Đỏ luôn á nha. Wow. Mày kêu chị Diễm làm gì vậy? Hả? Em kêu chị Diễm làm nước gì vậy? Dạ. Anh ba ly 90, 50, 140 anh ơi. Rồi. Ồ, đây là thành phẩm á chị, phẩm ra chị. Chắc cũng dừng một chỗ rồi xong thôi. You take the